là ngay ngã tư Hoàng Diệu Lê Quốc Hưng. Cái này là công viên. Đứng phút này xem ta biết được sao. Có tay quen hẹn. Đó anh thấy không? Đây là một phòng kìa. Họ bán xong có cái ghế ngồi rồi đừng ổn ăn luôn vui. Mẹ có mấy tắt mấy ghế. Họ đó tay được cái 25. Nhìn dây mà không thèm sao được. Ở đây nữa tôi sắc thịt cho. Cái chỗ này nó đặc biệt là có cả ghế ngồi nha các bạn. Bây giờ anh ăn mấy miệng không không nè? Có chứ, chừng có nè, anh ăn thích gì ạ? Rồi, 20 nè con. Áo trắng ăn gì đó con? Em ơi, cho cô ổi mì đi. Dạ? Cho cô ổi 20-25 chị. Muốn ăn nhiều đúng không? Mấy cái kia đừng có lấy nữa. Vậy là góp cuộc anh ăn, chị ăn này không? Cái đó với cái gì mà gan. Cái gì là cái gì? Gan hay là bao tử lưỡi? Gan, bao tử. Bây giờ là lấy thứ linh với gan thôi ha. Thêm gan. Ok. Gan. Rồi. Có trứng được không? Có. Vừa đó.